Thì video hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cách chúng ta sử dụng dao cạo râu tiết kiệm lưỡi nhất. Thì từ trước đến nay mình hay dùng cái loại Gip này ha. Cái loại này nó khá là mắc. Lưỡi thì nó xài khoảng chừng 5-7 lần là nó muốn lục rồi. Thì về sau này mình thấy nó phí phí thời gian và phí tiền để mình dồn công sức cho cái việc cạo râu. Trung bình là 3 ngày ha. 3 ngày là râu mình nó dài như thế này. Các bạn xem. Mình xoay camera lại nha. Mình xin chia sẻ rõ hơn. Các bạn có thể dành 5 giây để mà đối diện trực tiếp với mình nha. Tại mình để cái khuôn mặt mộc nó hơi khó nhìn. Lại mình chưa cạo râu nó có kỳ quái chứ, các bạn thông cảm nha. Các bạn có thể dừng video tại đây hoặc các bạn có thể xem tiếp tùy các bạn nhé. Rồi mình xin bắt đầu. Đây là cái gương mặt của mình đây. Đây các bạn để ý ha, râu của mình nè. Chỉ 3 ngày thôi mà nó dài như vậy ha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta tiết kiệm lưỡi cạo râu nhất ha. Tiết kiệm một cách là tối ưu luôn. Sau đây mình đi vào vấn đề chính. Mình xoay camera lại nhé. Thì mình dùng cái lưỡi bit đây. Thì khi mình nghiên cứu về cái lưỡi dao cạo râu này thì mình thấy rất là tiện. Thì mình chuyển sang cũng dùng một chung hãng nó luôn, là cái đồ cạo râu thôi. Còn cái mấy cái lưỡi thì mình dùng lưỡi bit ha. Thì mình chỉ dùng nửa lưỡi thôi. Sau đây mình bẻ lưỡi cho các bạn xem nha. Một tay thì cũng bẻ được. Đây, khi chúng ta mua một hộp về thì chúng ta có những cái lưỡi nhỏ bên trong. Các bạn cứ bẻ bẻ cong thôi ha. Gấp đôi lại và chúng ta đo nó hơi bằng cái đầu với nhau, đo nó hơi bằng cái đầu với nhau ha. Các bạn bẻ hơi hơi như nè đấy, chúng ta nhìn nghiêng nghiêng như nè, thấy hai cái đầu nó gần bằng nhau thì chúng ta bóp đó, đó. Đó là xong một bên đó các bạn, còn bên còn lại các bạn làm tương tự thôi. Do mình bẻ một tay nên các bạn thông cảm nó hơi chậm nha. Đó. Rồi xong, sau đây chúng ta tháo lưỡi ra. Rồi mình tháo lưỡi ra mình gắn vào cái dao cạo nữa. Thì về cái nửa lưỡi chúng ta gắn giống như lưỡi thôi, chúng ta gắn một bên thôi. Lưỡi thì chúng ta gắn nó dễ, còn nửa lưỡi thì chúng ta gắn một bên cho nó khớp vào cái rìa hai cái mắt đó. Rồi chúng ta đậy nắp lại thôi ha. Đậy nắp lại. Rồi, xong. Nên chúng ta có thể cạo bình thường đó mà. Thì chúng ta cứ dùng bình thường thôi. Một lưỡi này chúng ta cạo thì chúng ta cạo được. Nếu mà mình theo cái độ râu của mình nó dài như thế này, mình cạo ít nhất cũng 5 lần. 5 lần đó mà. Mà 3 ngày cạo một lần mà 5 ngày thì tất nhiên là phải 5 lần là 15 ngày, nửa tháng. Nửa tháng nữa mà, nửa tháng mà nửa lưỡi thôi ha. Rất là tiết kiệm. Thì sau khi cạo xong á, là mình sẽ tháo ra ha. Mình rửa sơ cái lưỡi này, rửa sơ cái nửa lưỡi này và mình dùng cái bàn chải đánh răng cũ á, cái mình đánh nó phía dưới cái này các bạn. Mình đánh cái kẽ nó dưới này nè ha. Đánh nó mình chà cho cái kẽ này nó sạch luôn nè, rồi mình vũ nước cho nó, mình gõ gõ hoặc là gõ vô cái áo á, cho nó ra hết nước, cái lưỡi mình lau nó hơi khô thì chúng ta cứ để lại sử dụng bình thường thôi. Qua lần sau đừng cho nó dính nước, nó bị rỉ sét thì cái lưỡi mình còn rất là bén. Thì mình quá trình sử dụng thì mình thấy là xài cách này rất là bền. Đây, mình đi tiếp ha. Bây giờ mình cạo trực tiếp luôn cho các bạn xem ha. Thì mình không cần phải dùng bọt cạo râu các bạn, chúng ta đơn giản dùng nước thôi. Thì trước khi cạo chứ chúng ta bị thay lưỡi hay chúng ta làm gì đó, chúng ta tha nước vào râu trước đi ha.
Đây, mình dùng chai nước mình thoa trước vào những cái bộ phận mà chúng ta chuẩn bị gạo râu trước khoảng 1 phút hoặc là 2 phút gì đó. Và chúng ta là gạo là vừa. Mình xoay cái camera lại cho các bạn xem luôn ha. Để cho các bạn dễ quan sát. Với cái lưỡi mới như thế này thì chúng ta thấm nước sơ hơn mà không cần phải thấm lâu đâu. Lưỡi mới thì gạo rất là bén, còn đối với cái lưỡi mà chúng ta đã sử dụng 3-4 lần đó, thì chúng ta thấm nước nó hơi lâu một xíu. Rồi bây giờ sau đây mình tiến hành cạo. Các bạn chú ý nha, cạo chắc mình cũng đa số cánh mày râu chắc mình cũng không cần phải chỉ đâu, các bạn chắc cũng thừa biết mà ha. Chúng ta cạo xuống và chúng ta cũng đồng thời chúng ta cạo ngược lên. Sau khi chúng ta gạo sơ qua cái giai đoạn đầu của cái râu dài thì chúng ta pho nước thêm lần nữa cho cái những cái râu mà nó còn dính trên da nó trôi đi các bạn. Cái dầu cạo chúng ta không cần phải rửa nữa. Rồi, sau đây chúng ta cạo ngược lên nè. Mình để gần các bạn dễ quan sát ha. Thì cái phần râu nó còn dài á. Đây, cái phần râu nó còn dài đây, chúng ta cạo ngược lên để cho nó lấy từ gốc luôn ha, mất gốc luôn.
Mình cho các bạn thấy là nó có vướng máu luôn ha, để mình nói rõ thêm cho các bạn đừng có lo lắng. Mình rửa sơ cái nha. Các bạn quan sát nha, hầu như là rất là ổn đúng không? Còn cái máu như thế này nó rớm nè, là do nó bị rách da nhẹ các bạn. Không sao, các bạn cứ nặn máu lên ha, nặn ra, hoặc là các bạn mà hay lấy khăn giấy người ta thấm đó, vài lần cái nó khô cái là hết nè. Do mình cạo nó hơi vội, bình thường mình cạo nó cũng không có bị rách nhiều nữa ha. Thì những cái người mà râu nhiều như mình bảo đảm với các bạn hầu như là rất là nhiều cái mà râu mà cạo mà cũng bị ảnh hưởng tới cái da bên ngoài, chứ không phải là cạo lúc nào nó cũng suôn sẻ mà. Đấy. Thì nó chảy ra chút nó không ảnh hưởng gì. Thì do cái lưỡi của mình tự mình sử dụng, không có sử dụng chung da, nên các bạn cũng yên tâm về cái việc mà chúng ta bị rách da hay là chảy máu nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Mình cạo thì cũng nhiều lần rồi, không có lúc bị có lúc không, chứ không phải là bị thường, nhưng mà cái việc này rất là bình thường, chúng ta cũng đừng có nên quan tâm lo lắng nhiều quá ha. Thì nói chung là nó đạt được cái kết quả mà tốt hơn so với cái việc mà chúng ta cạo bằng cái lưỡi cũng cùng hãng này, nhưng mà nó chi phí nó cao hơn nhiều các bạn. Rồi, sau đây mình sẽ rửa sơ cái lưỡi cạo rồi mình chia sẻ với các bạn. Chúng ta cạo mụn cám luôn ha. Cạo mụn cám luôn. Thì cái lưỡi này nó rất là dơ, thì mình sẽ rửa sơ qua. Rồi mình chuẩn bị sẵn cái xô á, mình rửa tại chỗ. Các bạn cứ nhìn đi, cho nó chảy máu một lát cái mình chùi cái là vài lần là hết luôn. Mình công khai thôi, sự thật thôi, có sao nó như vậy chứ không giấu các bạn, để các bạn khi mà ứng dụng các bạn bị thì nó cũng là cái vấn đề mà bình thường của cái đống mày râu thôi, chứ nó cũng không có mà so với cái việc mà chúng ta ra ngoài chúng ta cạo râu mà nhờ thợ cạo á, thì mình thấy nhiều thợ cũng không có cái tay nghề cao, và cũng có thằng thợ tay nghề cao nhưng mà đôi lúc họ họ cũng không thể tránh được cái sai sót, họ bị rách da mà mặc dù họ cạo rất là chuyên nghiệp, nhưng mà mình thấy là cách mình tự cạo cho mình thì nó dễ hơn. Thì sau đây mình chia sẻ với các bạn cái cách thứ hai dùng gạch cạo râu, da cạo râu để chúng ta cạo mụn cám. Thì cái này nó cũng hơi, nếu mà nói về cái vấn đề vệ sinh đó, thì nó cũng hơi mất vệ sinh, nên cảnh báo các bạn trước xem cái đoạn này các bạn có thể bỏ qua hoặc là ngừng xem video tại đây nha. Và sau đây mình đi tiếp cái phần mà chúng ta dùng lưỡi cạo râu để chúng ta cạo.